Xin chào cả nhà nha, chào mừng cả nhà đã đến với series làm đẹp mỗi ngày cùng với Ngọc Minh. Cả nhà ơi, cũng là phụ nữ nên là Ngọc Minh rất là hiểu được các vấn đề như là bị khó chịu này, mất tự tin với người đối diện và người thân xung quanh khi mà các chị em mình gặp vấn đề như là viêm nhiễm hay là nấm ngứa vùng kín. Chính vì vậy nên là em đã cố gắng tìm hiểu và trải nghiệm thử các sản phẩm được review tốt trên thị trường. Và ngày hôm nay em Minh ở đây để báo cho chị em một tin rất là vui là em Minh đã tìm ra được một sản phẩm cực kỳ là ưng ý, đã đạt đủ tiêu chí mà em Minh đã đưa ra, đó chính là an toàn, lành tính và cực kỳ là hiệu quả giảm viêm nhiễm nấm ngứa cực kỳ cao nha cả nhà. Trên tay em Minh đang cầm đây chính là sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Hasora nha cả nhà. Vì sao mà em Minh lại có thể khẳng định sản phẩm này là một sản phẩm lành tính? Bởi vì chất xuất của em này từ lá trầu không này, từ lá bạc hà này, hay là từ cây lô hộ nữa, tất cả những thành phần này thì toàn là những thành phần từ thiên nhiên thảo dược, cực kỳ là an toàn đối với làn da và cô bé của chị em chúng mình. Công dụng của em này thì đó chính là làm dịu da này, làm sạch này, giảm ngứa này, giảm khó chịu mỗi khi mà chị em chúng mình gặp phải các trường hợp như là viêm nhiễm nấm ngứa, và làm sạch và có thể làm vùng kín của mình trở nên hồng hào, tươi tắn và thơm tho hơn. Không những vậy thì sản phẩm này còn có thể dùng cho cả mẹ bầu và phụ nữ sau sinh nữa. Bên cạnh đó thì em dung dịch vệ sinh Hasora này có thể hỗ trợ bảo vệ vùng kín khỏi các bệnh viêm nhiễm nấm ngứa. Ngoài ra thì không chỉ phụ nữ mà các anh đàn ông con trai ấy, ai mà muốn quan tâm về vấn đề làm sạch vùng kín thì không thể nào bỏ qua em này nhá. Bởi vì em này là sản phẩm được sản xuất cho cả nam giới lẫn nữ giới. Cách dùng em này thì cực kỳ đơn giản nha cả nhà ơi, chỉ cần làm sạch vùng kín với nước, sau đó nhỏ 2 đến 3 giọt vào lòng bàn tay, thoa rửa nhẹ nhàng vùng kín trong giây lát, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Vì có độ pH đạt chuẩn nên em này thích hợp cho phụ nữ chúng mình dùng từ 2 đến 3 lần một ngày. Trong thời kỳ công nghiệp hay là vết trắng ấy thì tùy vào mức độ da nhiều hay ít để các chị em mình có thể sử dụng phù hợp nhé. Chỉ với 120.000 cho một chai 150g như thế này thôi là các chị đã được sở hữu ngay một chai dung dịch vệ sinh phụ nữ Hasora cực kỳ là an toàn, cực kỳ là hiệu quả với cô bé của chúng mình rồi. Vậy thì tại sao mà chị em chúng mình không mau mau mua và để thử trải nghiệm đi nhở? Chúc các chị em chúng mình có một sức khỏe thật là khỏe mạnh này, luôn luôn đẹp và luôn luôn tươi trẻ rạng ngời, cùng với một vùng kín khỏe mạnh nha.